rồi. Mà nhiều khi mình coi ở trên mạng thì thấy có những khán giả bức xúc tới đây á, thì là mình thấy giống như là mình cảm thấy tội nghiệp cho vong linh của cậu cũng đến đây sống nghiệp cho cậu. Cậu có linh hiển thì cậu soi chuyển lại bà con đến đây ai cũng đều vui vẻ rồi, cũng đều hòa nhã với nhau để rồi cho cái khu này nó trang nghiêm hơn và nó sẽ trở nên nó đẹp hơn, giống như là cho nó tĩnh lặng, một cái không gian nó tĩnh lặng mà nó trang nghiêm. Mình chỉ mong vậy, lúc nào thì cũng sống như đó. Rồi, thường tới là như vậy chứ không phải là tới để đứng trước ống kính hay là cái gì. Tại vì chị thì cũng chị tổ chức nhiều show mà, thì chương trình chị thì trên bớt thì cũng là rất là nhiều cũng có nhiều người không hiểu, nhiều khi đi cũng ngại, thấy cùng mình xuất hiện như vậy. Ở đây ai đến cũng quý hết. Dạ, có gì mấy lần trước trốn với anh hết trơn. Bữa chậm ngày cũng lên chậm trốn bên sau mà nghe. Bữa đó chị có lên không? Có, chị trốn một tạm. Bữa nay không thấy không? Trốn sao thấy? Dạ, không dám trả lời. Chị trốn. Bữa không thấy được đông khác. Phát biểu chị như là đúng đáng phát biểu nè, chứ đừng có... Thì đó, mong là khán giả bà con đến đây cũng vậy. Bây giờ thì sự thật nó cũng đã đóng đinh như vậy hết trơn rồi, không có gì thay đổi, không có gì phải bàn luận nữa hết trơn. Nên ra mình đến đây là vì cậu. Hoặc là bất cứ nơi nào, nhiều khi mình đi mình thấy khán giả có thờ cậu thì mình cũng thắp nén hương cho cậu, đó là cái tâm mình dành cho cậu, chứ không phải là phải tới đây hoặc là tới nhà hay là tới chỗ nào đóng đông. Tại vì cậu bây giờ ở đâu cậu bất cứ nơi đâu cũng có cậu trong trái tim của những người hâm mộ. Thành ra là mà ở trên đây thì mình thấy giống như mấy anh chăm sóc mộ phần rồi đó, ở đây thấy vẻ mình thành kính, mình trang trọng hơn để được mà nhìn những cái hình ảnh như thế này mà mong được hoài như vậy, trang trọng hơn. Cảm ơn mấy anh Duy Kim ơi, rất là nhiều. Rồi, cảm ơn chị nha. Chị chia sẻ mà chị xúc động muốn khóc luôn. Tại vì thật sự là mình cứ trằn trọc ăn hơn nhất là tội, rất là tội nghiệp. Anh nằm xuống mà có những cái điều mà nó đáng tiếc xảy ra quá. Mà không nghĩ nó đi quá xa như vậy nữa. Nếu mà người nhà của mình thì chắc là mình khóc, mình đau dữ lắm. Tại vì là gia đình mà buồn vui á, là cậu đau lắm, cậu sẽ gọi là người ta thường nói là bức rứt, không có giảng sanh, tội nghiệp quá. Nên càng tội nghiệp vậy thì mình càng lại muốn tới đây để thắp hương để lại nhiều hơn. Trong tâm hành tâm trí tôi còn một tâm nguyện mà chưa làm tâm cho cậu, mà hai trong người nói cho chị thấy nó có cẩm chi chứa nhiều nỗi buồn. Cái nỗi buồn nhất đó là cái lúc mà anh bệnh nặng nhiều quá đó, rồi mà tới nhiều lần luôn, chị tới nhiều lần luôn, mà giống như lúc đó anh không có tiếp xúc được, không nói chuyện được, mà mình thấy rất là đau. Mà anh thì rất là muốn hát, anh là muốn thể hiện lại trên sân khấu. Mình đã chuẩn bị sẵn để những cái trích đoạn, những cái live show sắp tới là sẽ có anh, mà anh hứa là hết bệnh sẽ hát, mà lại không có hát được một cái live show cuối cùng nào với mình hết. Thậm chí là anh cũng có hứa là sẽ hát những bài tân cổ với mình nữa, mà rốt cuộc cũng chưa hát được. Chờ mãi thì anh không có hồi phục. Thì đó là cái mà điều mà mình tiếc. Còn tâm nguyện chưa thành. Chị Thiên Kim có cái đoạn video nào mà có song ca với chú Vũ Linh không? Chị chưa song ca bao giờ. Có nghĩa là cái lần mà chị làm những cái chút đoạn, hồi lúc mà chị làm những chút đoạn về cậu á, những cái live show về cậu, những cái chút đoạn thì chỉ là cậu hát với những nghệ sĩ mà chị giống như là chị tái hiện là những cái chút đoạn mà gian bóng một thời của cậu, giống như Tướng Cướp Bạch Hải Đường thì cậu sẽ đóng với cô Thanh Hằng. Chị chọn những cái cây đại thụ giống như cậu, rồi có những vở cái lương là cậu thể hiện một mình của cậu cũng được đọc diễn. Rồi những bài tân cổ hay nhất của cậu, để mà tại vì chị rất là quý cậu nên mình muốn tái hiện những cái
những cái sản phẩm giang bóng một thời của cậu. Và cái dự định của chị là còn tái hiện còn nhiều hơn nữa. Tại vì tất cả những nghệ sĩ gạo cội, chị đã tái hiện lại hết những cái tác phẩm đó hết. Mà cậu thì chị chưa làm được rồi. Khi mà chị qua mời cậu đó, khoảng 2-3 lần chị qua mời thì cậu vẫn chưa hết bệnh. Và cậu bảo chờ đi để cho cái giọng con phục hồi lại, cậu sẽ lại không được. Không được rồi, đến cái lúc mà cái vở diễn cuối cùng Liên Xuân Bá của cậu ấy thì mình lại nhường cho sân khấu của chị Linh Giang Hà, là cô cũng là hai người nghệ sĩ mà là thân thuộc với mình lắm. Tại mình nhường trước rồi mình hy vọng sau đó sẽ hát được cho bên mình thì lại cũng không được. Nên là cái điều mà đáng tiếc nhất, tại vì chị này thì thường là soạn những cái đoạn giang bóng một thời để giữ lại á, lưu lại. Chứ lại là chị muốn với cậu là chị giữ cho cậu nhiều lắm mà không được. Chị Tiên Kim cho em hỏi là chú Linh mà trong cái vở tuồng nào mà cuối cùng là chú bệnh không hay đi hát nữa đó chị? Cái vở Lưu Xuân Bá chị nói đó là của sân khấu Chí Linh Giang Hà. Dạ. Là hai người coi như là hai người bạn mà hai người em rất, chú rất là quý, rất là thương, thì chú nhận lời đến là lúc đó chú rất là ý. Dạ, đó là tuần cuối cùng của chú. Thì lúc đó cậu tập tuần thấy rất là khó khăn đi đứng lại cũng khó khăn. Cậu thì thường là hát và phải hát live, mà cái đó dùng sức rất là nhiều. Mà cái bệnh của cậu mà dùng sức nhiều thì nó lại cạn hơi, nó lại mau hơn, nó lại cạn sức khỏe mau hơn nhiều nữa. Dạ, có phải cái đoạn clip mà chú đang đứng hát mà chú như Chí Linh đứng kế bên kia? Đúng rồi. Tại vì khi mà chú đã có xạ trị rồi thì là dùng cái sức nó không được, dùng nó sức nhiều mà chú lại mỗi lần hát như vậy thì dùng sức lại cạn hơn. Hy sinh 10 ngày mà bỏ luôn cái bệnh tình của mình, không nghĩ đến bệnh tình mình, thì nó làm cho mình rất là giống như là tiếc thương cho chú. Sức khỏe yếu mà chú còn cố gắng để cống hiến nghệ thuật cho mình, cho nghệ thuật, khán giả. Thì lúc mà còn sinh thời thì đi từ thiện không bao giờ là quay những hình ảnh để giữ lại trong máy để làm kỷ niệm thôi, chứ không bao giờ là phô trương quảng bá gì hết hoặc kêu gọi gì hết. Thành ra là dùng cái tiền của mình để mà đi từ thiện hết. Mình biết gì đó. Và những hai cái ngôi nhà của anh mà mình đến đó là hầu như là không có một cái vật dụng gì mà anh dùng cho anh để mà gọi là hưởng thụ trong cuộc sống. Cũng sống rất là đơn giản, nhất là cái căn biệt thự ở ngoài Phú Nhuận hả chị? Thì là rất là đơn giản. Nhất là mình đến đó, mình rồi chắc lẽ em quay một vòng nó sẽ kết thúc video mọi người ha. Mọi người xem rồi cho em xin một like, một đăng ký. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều.